xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và trong ngày hôm nay thì Kiên Trung lại giới thiệu với các bác hai cái cặp loa và một số con âm ly có thể ghép cho hai cặp loa này. Đầu tiên thì em giới thiệu với âm ly trước. Trước mặt các bác là một vài cái mẫu âm ly của hãng Sang Sui và Pioneer. Đầu tiên là cái con âm ly ở dưới cùng là con âm ly Sang Sui 607MR. Dòng này thì chạy 8 sò than, đầy đủ cổng ăn chơi, tất cả mặt phay nhôm màu vàng chanh rất là đẹp. Công suất là 250W cho một con âm ly 607MR. Dòng Sang Sui thì có rất nhiều các cái model. Hiện tại shop Quân Trung thì cũng có khá nhiều model, từ model 607i mặt gương cho đến 607MR. Thì tùy theo những cái model và giá cả nó cũng khác nhau. Như ngày hôm nay thì em giới thiệu với các bác một cặp và một cái con âm ly 607MR mặt vàng chanh, đẹp, xuất sắc và riêng nguyên bản. Thì dòng này thì ghép rất tốt với các cái dòng loa màng carbon, cũng như là những cái mà cặp loa mà màng giấy mà có cái đường kính bass từ 30-32cm trở xuống, nghe rất là lực luôn. Con âm ly 607MR thì bên em bảo hành cho các bác 3 tháng zin nguyên bản tuyệt đối, đẹp xuất sắc luôn. Dòng này thì bên em thì cũng có khá nhiều chiếc, giá dao động từ 7,5 triệu cho đến 8 triệu, tùy vào độ đẹp của từng con. Còn độ zin thì đương nhiên là nó zin tuyệt đối rồi, giá từ 7,5 triệu cho đến 8 triệu, tùy theo cái hình thức độ đẹp của từng con. Đấy là con âm ly thứ nhất 607MR, chạy 8 sò than, công suất là 250W, hàng zin nguyên bản và đẹp xuất sắc. Con âm ly thứ hai là con âm ly của hãng Pioneer. Dòng này thì dòng rất là phổ thông, tuy nhiên thì nó cũng rất là đẹp luôn. Đấy, bóc luôn ra đây. Con âm ly Pioneer SA8800. Con này thì cũng mặt phay nhôm, tất cả các cái núm nút này thì còn đẹp keng luôn các bác nhá. Riêng cái dòng 8800 này thì cái ba lăng thì nó ở trong cái nút volume. Thì cái dòng này, cái này thì luôn luôn cái dòng đời 8800 này thì luôn luôn là cái vành này nó hơi bị rô. Còn lâu là kể cả con đẹp như thế nào nữa thì nó cũng vẫn bị rô. Cái này thì là do cái đời máy của nó thôi, còn tất cả các cái nút này thì đẹp xuất sắc rồi. Các bác nhìn sáng bóng luôn. Bên em thì cứ nói rõ cho các bác, bởi lẽ là mua bán trên không gian mạng này thì cứ phải quay rõ nét và nói cụ thể cho các bác. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây, băng dính vẫn còn dán vào đây này. Đó. Rất là đẹp luôn. Con âm ly SA8800 thì bên shop Kiên Trung đang giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 3,5 triệu đồng thôi. Con này thì chạy 4 sò sắt, công suất là 100W, đấy là công suất bình thường. Còn công suất tối đa của nó là 280W các bác nhé. Thế nên lý do tại sao mà những con mà đề 100W như này nhưng mà đánh được cả bát 30 luôn. Nó rất là khỏe luôn, nó chạy sò sắt, công suất tối đa của nó đề trên 100W là 280W, còn công suất bình thường của nó là 100W. 3,5 triệu đồng cho con Pioneer SA8800. Phía trên này thì có một bộ combo vừa âm ly là vừa cả tuner. Tuner là cái radio đấy, bắt sóng radio đấy. Cái bộ này là bộ Pioneer SA7600. 7600 thì có công suất là 120W, hai đèn vu. Con này những là đàn em của những con 7800 bắc đôi đấy. Thì ở phía trên này là con tuner cũng là combo của nó là TX7600. Con này thì đánh được những cái bát 25 trở xuống, nhất là dòng Pioneer. Tới rồi em sẽ giới thiệu với các bác để ghép vào những cặp loa như thế nào. 7600 SA7600 và tuner 7600 thì cả combo này bên em bán giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 5 triệu đồng thôi. 5 triệu đồng cho cái bộ combo vừa âm ly vừa cái radio này. Thực ra cái này thì bày rất là đẹp vì nó có hai cái đèn vu này, mà âm sắc của những cái dòng này thì cũng rất là hay luôn.
các cái lúm núp vẫn còn sáng, mặt sáng đẹp, góc cạnh ok. Đó. Chủ yếu là các cái góc cạnh này, cái góc cạnh này nó phải căng đét này, sờ đứt tay rồi. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Giá cái combo này chỉ có là 5 triệu đồng thôi. Đấy là mấy con năm ly. Thế ta còn chuyển sang cái loa. Loa thì hôm nay thì em giới thiệu với các bác hai cặp loa. Cặp loa thứ nhất là cặp loa Pioneer. Model là CST5. Con này thì còn mới kính cong luôn. Một cái bát 25 màng giấy. Một cái màng giấy gân sóng nhá. Màng gân sóng mà màu hanh vàng, màu lòng trứng. Gân mút thì đã được thay. Một con chung 12 cm, kiềng sạch tinh luôn. Và một con chép. Con chép rất là gấu luôn, nhìn trông rất là thẩm hố luôn. Dòng này thì được phủ một cái lớp một xi gỗ màu vàng nhạt. Xi của nó rất dày các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Căng lưới tem mác đầy đủ. Góc cạnh rất là đẹp luôn. Cặp loa này thì vẫn còn nguyên cả cái giấy khai sinh đây. Pioneer Model CST5. Trở kháng là 6 ohm. Công suất là 60W cho một chiếc. Đẹp xuất sắc luôn. Với cặp loa như thế này thì bên shop Kiên Trung đang giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 4,5 triệu đồng cho cặp loa Pioneer CST5. Một cặp loa rất là đẹp, tiếng rất là hay. Cái bát này của nó là bát 25 cm, nó giống cái bát của Pioneer CSS75, rất là nổi tiếng luôn. Cái dòng Pioneer CS75 với cái bát như thế thì được mệnh danh là nữ hoàng bolero. Cặp này là xi vân gỗ màu vàng nhạt, rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc. Bên này một chiếc khác đây, một cặp cùng cặp của nó đây. Pioneer CST5, hai tinh chỉnh cho hai giải mít và giải chép. Các cái núm này đều là bằng phay nhôm hết. Những cái cặp loa mà của Pioneer mà có cái núm chỉnh này bằng phay nhôm thì là những cặp loa rất là được sản xuất rất là kỹ càng luôn. Góc cạnh trước này cũng rất là đẹp luôn. Tuyến loa thì xuất sắc rồi. Xuất sắc rồi. Góc cạnh đây, các bạn nhìn căng đét luôn. Nguyên giấy khai sinh đây. Đây, giấy khai sinh của nó đây. Cực kỳ đẹp mắt, giá chỉ có 4,5 triệu đồng cho một cái cặp loa mà rất là thông dụng nhưng mà nó cũng còn phải rất đẹp, căng lưới đầy đủ. Và cuối cùng là một cặp loa của hãng Onkyo. Thì hôm trước thì em cũng đã bán cái cặp Onkyo D7RX rồi. Con này thì em xin thông báo chiều cao của cái con T5. T5 là cao 61 cm, rộng 35 và sâu là 32 cm. Nặng tầm khoảng độ 45 cân cho một cặp loa này. Đấy, trở về cái con Onkyo D7RX thì hiện tại thì shop em còn duy nhất một con này thôi. Tuy nhiên thì cái đợt vừa rồi về thì bên em đánh một lô cái D7RX này về nhưng mà cái lưới thì nó bị thất lạc. Cái cặp trước thì bên em cũng bán cho một bác ở Hà Nội thì cũng thiếu lưới rồi. Đó, thì hôm nay thì cái lô này thì nó lại thiếu toàn bộ cái lưới. Thế nên là em còn một cặp nữa. Chứ không phải cái cặp hôm trước mà em đã giới thiệu cho bác nhé. Con này thì là một cái bát 32 cm màng carbon. Màng carbon da rắn. Gân mút thì đã được thay bằng... Đã được thay các bác nhé. Tất cả các gông kiềng của nó còn đẹp, sạch đẹp, không rôm gì. Một con chung là 16 cm. Và một con chép xoáy. Khoảng 12 cm. Tem mác đầy đủ đẹp sắc luôn. Tinh tường luôn, hai tinh chỉnh cho hai giải mít và chép. Tiếng rất là hay luôn. Cái giải chép của dòng này và giải bát rất là hay luôn. Đây là một thùng xi vân gỗ cực kỳ đẹp luôn. Đây các bác này. Tuy nhiên nó là những dòng loa cũ đã qua sử dụng thì không tránh khỏi những cái vết như cái đầu kim như thế này. Còn là phía đằng sau đây. Đằng sau thì đẹp luôn. Cặp loa này thì được thiết kế đối xứng nhau và có vế phải và vế trái. Con này có công suất là 150W
công suất chịu đựng tối đa là 150W, công suất đáp ứng là 75W, trở kháng là 6 ohm, được sản xuất tại hãng Onkyo Made in Japan. Thùng vân gỗ rất là đẹp. Đó, đẹp tinh tươm luôn. Tiếng rất là hay luôn. Đây là chiếc chiếc bên trái và đây là chiếc bên phải. Onkyo D7RX. Tuyến loa đẹp đều. Trắng nét luôn. Thùng vách ok, không bể lắm. Đấy, vậy lỗ thở thì được thiết kế ở phía đằng sau cho cái tiếng trống rất là uy lực. D7 này, dòng Onkyo dòng D7 này thì có D7 trơn, D7R và D7RX. Đây là những cặp loa là cuối số của dòng D7 của Onkyo nhé. Còn D77 lại khác các bác nhé. Con này tiếng rất là hay luôn. Em cũng xin báo giá luôn. Cặp loa này thì shop em đang bán với giá là bình thường là 8 triệu đồng. Tuy nhiên thì về nó không quạt lưới, thì bên em giao lưu với các bác với giá chỉ có 8 triệu đồng cho cặp loa Onkyo D7RX, công suất 150W một chiếc. Con này thì cũng nặng tầm khoảng 50kg một cặp loa này. Về phối ghép thì cái con D7RX này thì các bác cứ phối ghép với em với những cái dòng loa, dòng âm ly Sansui, Sansui 6/7, có thể là 6/7 6MR, 6/7 LXA, rồi 6/7 XDCAT, thì bên em cũng còn rất nhiều dòng. 6/7 XDCAT giá tại Kiên Trung chỉ có 7 triệu đồng thôi. Rồi hoặc là những cái dòng đờ nông, dòng đờ nông 780D giá 8 triệu đồng cũng rất là đẹp luôn, và nhiều các cái dòng khác nữa. Thì các mời các bác đến tại cửa hàng Kiên Trung thì các bác có thể chọn được rất nhiều các cái con lâm ly này. Vì bên em thì một mã nó không phải có một con, nó có vài con cơ, thậm chí có những cái mã hàng chục con. Thế còn về phối ghép với cái con loa Pioneer CST5 thì các bác ghép với hai con lâm ly này. Thứ nhất là một là con lâm ly Pioneer SA818 sò sắt đánh rất là hay luôn. Đó. Và các bác có thể ghép về hình thức thì các bác có thể lấy cái bộ combo Pioneer SA7/6 cả tuner cả âm ly. Giá chỉ có 5 triệu đồng thôi. Các bác có thể mua riêng từng loa và âm ly, hoặc là mua cả combo. Thì bên em mua cả combo thì bên em sẽ có những cái chính sách hỗ trợ giá rất là tốt cho các bác. Trên đây là những cái cặp loa mà và con âm ly mà ngày hôm nay shop Kiên Trung muốn giới thiệu với các bác. Giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển. Tất cả những cái mặt hàng tại shop Kiên Trung đều được bảo hành zin xịn và bảo hành 3 tháng. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều các cái sản phẩm khác, từ loa bốt và những cái dòng loa chẳng hạn như Pioneer, rồi Infinity, rồi Yamaha, rồi Onkyo, rồi JBL. Rất là nhiều các bác nhé. Rất là nhiều, và âm ly bên em cũng rất là nhiều. Mời các bác qua cửa hàng em tại ngõ 562 phố Thị Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0968 366 369. Video của ngày hôm nay em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo.